Ông giàu này đề nghị một gói hàng. Các ngư dân câu cá địa chỉ, tìm một con cá chép cỏ biến đổi nặng 1.000 cân. Vì vậy, ngư dân này đã sử dụng thép vít và dây chặn tàu sân bay, đến một hồ chứa nước. Không biết rằng hồ chứa nước này đã biến đổi thành một số con cá lớn nặng 1.000 cân có thể cắt đứt cả thép vít. Cả ba thanh thép vít đều bị con cá chép cỏ xanh cắt đứt. Không còn cách nào khác. Ôi trời, đừng nói nữa, về nhà ngủ thôi. Chúng tôi là những ngư dân câu cá. 48 chiếc xe tăng đến, đánh bại hắn. Không thể giả vờ nữa, chúng ta phải đối mặt. Ý của bạn là gì? Cá chép cỏ màu hồng đã được câu lên. Bạn vẫn chưa hiểu à? Những ngư dân câu cá lần này đã chuẩn bị tốt và chỉ nhắm vào gia đình cá chép cỏ của chúng ta. Mồi lại đến rồi. Anh Trừ Tân, anh ấy chỉ cần cắn mồi. Bạn hãy tăng công suất lên. Chúng ta hãy đánh bay anh ta lên. Nếu anh ta bay lên và tấn công chúng ta thì sao? Còn dám bay à? Tôi sẽ lấy lưới trực tiếp, để anh ta không thể trở lại. Đánh bại hắn. Nếu không đánh bại những ngư dân câu cá này, chúng ta sẽ không có chỗ trú ẩn cho cá chép cỏ của chúng ta. Hồ chứa nước này không có nơi cho cá chép cỏ của chúng ta. Bạn định làm gì? Ngay cả khi từ bỏ vây lưng này, tôi cũng muốn đánh đòn cá nhưng phải trả giá. Tuyệt đối không được. Đã bị cắt cả vây và lưng, sau này bạn sẽ sống như thế nào trong hồ này? Tốt hơn không có nơi trú ẩn. Đến đi. Ăn no rồi, ăn mồi rồi, hãy xem tôi đi. He he, đẹp trai quá, tôi cũng muốn có một chiếc. Không sao chứ, cái lực kéo này không giống như của những người câu cá. Tăng thêm chút công suất, kích hoạt công suất lớn. Không được nữa, không được nữa, tôi sẽ cố gắng hết sức. Chiếc máy kéo 48 xi lanh của tôi. Anh Hoang Ký đại ca, bạn quá giỏi rồi. Trang bị của người câu cá đã hỏng. Một con cá mà còn dùng máy kéo, thật là đáng xấu hổ. Bạn là ai vậy? Tôi là Tráng Không, vị đại sư câu cá. Cá cỏ vây xanh. Anh ta đang thách thức bạn đấy. Có vẻ như bạn đã câu được người bạn đồng hành của nó. Muốn thách thức tôi à? Không thể bỏ qua người câu cá này. Nếu không tôi sẽ lên và chém anh ta một nhát. Người câu cá có thể câu được cá vây hồng bằng da. Trên đất liền, bạn không thể đánh bại anh ta. Vậy làm sao đây? Phải nhìn thấy đồng bào bị người câu cá câu đi à? Nếu anh ta là một người câu cá thực thụ, thì anh ta sẽ không đi. Bạn đang làm gì vậy? Cái cây câu cá dài 1 inch, mạnh một lần. Càng nhiều cần câu, càng nhiều hy vọng. Hai cây sắt xoắn. Tôi chưa bao giờ gặp một người câu cá như anh. Con người à? Cá cỏ vây xanh đó muốn thách thức tôi à? Vậy tôi sẽ chơi với nó một chút. Đã phân thắng bại, cũng quyết định trước cái chết. Anh biết về sự đáng sợ của cá cỏ vây không? Sức mạnh của anh ta, ngay cả một bậc thầy câu cá cũng không dám đối đầu trực diện. Nếu không có đủ kỹ thuật và tự tin, loại cá này có rủi ro cao đấy. Tôi sinh ra để câu cá, nếu có thể ra đi trên con đường câu cá, đối với tôi đó cũng là một vinh dự. Đã đến chưa, người câu cá? Anh chắc chắn à? Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ sức mạnh của người câu cá này. Không có lựa chọn nào khác. Đã phân thắng bại cũng quyết định cái chết. Anh trai trẻ, anh có việc gì? Hơi khó nhưng không nhiều. Anh gọi là hơi khó à? Đã nôn máu rồi. Không quan trọng, giảm cá 18 cân. Chuyện gì vậy? Lực này lúc co lại lúc nới ra. Tôi hoàn toàn không thể tạo lực nữa. Tôi sẽ giúp anh. Chàng trai này cũng đã bị câu vào cần câu này. Một người dùng hai cây sắt xoắn, còn bẻ cong hết cả. Cậu bé này thật kỳ lạ. Cậu bé loa di động, cùng tạo lực, kéo anh ta xuống nước. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, chàng trai nhỏ. Buông tay đi, dưới đó có hai con cá lớn kéo bạn một con. Nếu tiếp tục như thế này, bạn sẽ mất mạng. Hãy nhường chỗ, động tác này rất đẹp. Câu cá thứ 6 trong 18 lần. Bà già lục lọi trong chăn. Cái quái gì vậy? Quá đáng rồi. Tôi không thể chịu đựng nổi nữa, chịu độc ạ. Cố gắng thêm một chút, chịu đựng một lúc nữa. Tôi đoán người câu cá cũng đã đạt đến giới hạn rồi. Cắt dây nhanh.
Không được, tôi mệt rồi. Giữ vững lấy, nếu bạn từ bỏ, vậy tôi cũng sẽ bị câu lên. Cá cỏ vây xanh nghìn vàng đã được nắm bắt. Chàng trai, bạn thật là người tài giỏi. À, em trai à, anh trai có phải là bạn không? Tôi có vấn đề gì sao? Hãy đến cứu tôi nhanh chóng. Có một người thợ câu cá rất giỏi đang câu cá. Bạn ở đâu?